để vào tủ lạnh nha. Để bị chan công sức, chan công sức, chết công sức, chạm nguồn bây giờ hút công sức thử, còn chạm. Bộ này bị sét đánh, sét đánh thì khoảng 90% là chết thiển.
nổ. Giờ đó nguồn vô IC, nếu mà nó nguồn 5V mà nó vô IC mà nó chạm á là bỏ. Mình tắt IC công suất rồi thì mình đo nguồn. Một lần lên, hai lần. Cái từ cái tụ này vô IC này nó bị chạm ha. Trước khi vô IC nó sẽ qua mấy cái tụ lọc này. Tách mấy này ra hết, nếu mà còn chạm nữa này còn IC này hư. Chạm hết. Thôi, bộ này mình xét đánh này. Bỏ.